Ăn nhá Chứ không phải ăn đâu. Một cái món cơm muội ngon bổ, à, hay. mình mang ra để phục vụ cho những con cá chép của mình này các bạn ạ. ở đầu video, cho Long đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Long đen nhé. À, mình mới biết được rằng là à, thời gian gần đây thôi mới biết thôi là cá chép ấy, nào nó ăn cả cơm muội này các bạn này. trước à, trước kia ấy, thì mình chủ yếu là cho ăn cám thôi là chủ yếu là ăn chính nhưng mà hôm nay mới biết rằng là à, nó ăn cả cái cái cơm muội này này thì cũng được sự đóng góp nhiều ý kiến của các bạn ấy nói rằng là như vậy thì đó là cũng là một cái kinh nghiệm bài học cho long đen ấy để long đen có thêm được kinh nghiệm để chăm sóc những con vật nó được tốt hơn thì qua cái video mình gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn và cũng trả lời nhiều cái câu hỏi rất chi là hay luôn mà đến long đen cũng cũng giật mình là tự nhiên là hỏi là mình bảo là anh ông nuôi cá để làm gì ờ nhiều khi có những cái câu hỏi mà mình cũng đến khi mình à, khó trả lời thật à, đơn giản ấy, là mình nuôi những con cá này thứ nhất là lấy cái kinh nghiệm này thứ hai nữa là à, cũng có tặng nhiều các bạn nhiều các bạn thì cũng chưa được tặng nhưng mà có nhiều các bạn đến đây là mình cũng tặng cho rồi ví dụ như là cái bể cá tí nữa thì mình sẽ quay lên cái bể cá cho các bạn xem à, mình cũng tặng đi nhiều đấy chứ thế nhưng mà nếu mà để mà bán thì cũng trong cái suy nghĩ của mình thì cũng chưa bao giờ được bán cái con cá nào cả thế cho nên là à, nói cái từ bán thì nó Hơi xa lạ, chủ yếu là cho, tặng Còn nếu mà bán mà cứ như ở quán ấy các bạn thấy không Cứ mua 5.000 một con ấy Thì mình bán thì cũng được nhiều tiền ghê ấy Thế nhưng mà chả được bán bao giờ thì thành ra đầu tiên thì uh, nuôi để lấy cái niềm vui Và gửi tới cho các bạn uh, những cái video để các bạn giải trí thôi Còn bây giờ thì uh, đấy cũng cho chúng nó ăn như vậy thôi Để cho chúng nó quen Rồi nếu xem chúng nó có ăn không uh, Nếu mà sợ nó thừa quá thì lại uh, bẩn nước thì cho nên mình tạm thời cho ăn chút xíu như vậy thôi Vừa cá chê, vừa cá rô lại vừa cá chép có thể là nó ăn cũng hết đấy em ơi sao thế vịt nghe sấm à vịt nghe sấm là có thật đấy <laughs> nhé sẽ nào sẽ có cái tín hiệu gì chơi vào trong tổ đấy chưa chắc chưa có đâu các bạn về mùa sinh sản thì bắt đầu nó mới đi tìm tổ đó vài bữa nữa thì mình nắp cho nó cái cam ở cái góc này này để theo dõi và có chăng thì cũng như các bạn bảo mình là uh, nuôi thêm một hai con chim ở trong này nhưng mình chưa biết nuôi cái con gì đâu định mang cái con khuyên ra để nuôi nó để nó ngủ trên cây nhãn này thế nhưng mình chưa làm được cho nó cái mái thì cho nên là cũng hơi sợ sệt thì thôi cứ từ từ và dần dần các bạn có ăn không có ăn không mà cứ đứng ở đây chờ làm gì bé bé hình như dê là cũng ăn cả cơm muội hay sao các bạn vì thực tế ra thì nhà mình cũng ít cho những con vật ăn cơm muội lắm ngoài nhiều khi chỉ có con cún thôi thực sự là nhiều khi chỉ cún thôi bé đây mình để đây cho nó một ê ê ê ê không được cướp nhá anh hey, không được cướp đâu điểu ạ không được cướp đâu anh à, em à, lại còn ngon lành nữa chứ anh à, còn ngon lành luôn này à, không phải là mình à, mình tồ tà gì đâu nhưng mà cơm muộn nhà mình thực ra nhiều khi là lấu chỉ đủ ăn thôi không có lấu thừa các bạn biết không bởi vì nhà mình không có cây lúa cho nên phải đong gạo ấy à, đong gạo đong thóc và thế cho nên là nấu nướng là nhiều khi là căn chỉnh làm sao là chỉ thừa một chút cơm thôi để cho ba uh, bốn cái con chó này Đó, Là như vậy thôi chứ còn thì những con gà con dê uh, con cá đấy thì hôm nay thì mình mới quay cho các bạn xem là nó ăn cơm muội vì là cơm thừa canh cạn thì uh, nó cũng hay thế nhưng mà nhà mình không dám nấu thừa nhiều quá đâu thế cho nên là các bạn uh, cũng không nên hiểu là mình tồ tề gì quá nhiều khi biết chúng nó ăn mà biết con dê này nó ăn cơm muội thế nhưng mà không biết con cá chép ăn cơm muội đâu này, anh cho miếng nữa đây đấy ưu tiên cho phần con dê cái là nó đang có chửa còn con dê đực kệ nó con dê đực nó ăn nhiều quá sau nó lại về con cái thì chết đấy khéo rơi rơi là gà nó cướp mất em điều đấy điều nó đang ra đây này đấy điều nó ra nói có sai đảo này xong phim, mất một miếng mất một miếng à, dính <laughs> dính mò chả làm gì được thế là dê mất ăn nhanh <laughs> thôi mất rồi xuôi xuống cổ nó rồi Thôi thế thôi để phần này để anh bước lại cho cún nữa đấy Quay trở lại cái bẻ cá ở trên sân nhà mình cũng đã rất lâu rồi Mình cũng không quay cho các bạn xem đúng không Bởi vì trong thực tế là khi mà trời rét ấy Thì là chúng nó cũng khô lắm Chúng nó rút vào tận sâu mãi ở trong kia kìa Để mình đi ra cái vế này sẽ cho các bạn nhìn thấy nó rõ hơn là nó nhiều như thế nào <laughs> Vế này thì vướng mất mấy cây hoa cúc rồi Mấy cây hoa cúc đẹp hơi là đẹp Cho nên là đây Vướng mất ở cái vế này rồi Cho nên mình khó quan sát để cho các bạn xem như các bạn nhìn kìa Ê chưa Đông nghịt luôn À đấy cứ ấm một cái là chúng nó lại bắt đầu chúng nó ra liền luôn à, Tranh thủ nó ra này thì mình lại cho nó ăn luôn một thả đi Vì nó mỗi lần ra này nó cũng hóng người mà Nó vẫn giữ nguyên một cái thói quen đó là phải Trúng 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 xuống như này <laughs> Cũng là dự định mấy lần là bảo di chuyển nó vào cái chỗ nào ấm áp ấy Thế nhưng mà đợt này thì bể mình cũng đang thiếu quá Bởi vì là vì là mình cũng đang bận ở à, chăm sóc mấy cái con cá mình gọi là con cá sộp con mà, thế cho nên là cũng đang bị thiếu bả. Đấy, này, 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 ấy, đi Chi chít luôn ghê thật đấy. nhà ơi. Đông vui ghê. Để cho tiếp cái bọn bên này ăn luôn một thả luôn này. Được cái có mấy con cá con tép thì nhiều khi thì đến chính con mình nó cũng ham chơi, nó cũng thích thích thú hơn. Chứ đừng nói là các bạn đến đây Các bạn đến đây còn nhiều khi nó còn thích hơn nữa cả Bởi vì nào nếu mà nó ra đông như này thì vui lắm Còn đợt này thì nó sẽ rét đến cho nên là Cũng ít nhìn thấy nó hơn Ái chà Lại quay về cái món cá lóc con này Mình gọi là cá lóc con đi cho nó dễ hiểu đi Ấy à, Các bạn nhìn này đã Đang bắt đầu kiểu như là à, Quen quen với người rồi ấy. Hôm nay thì mình đẩy cái kính này của mình nó ra để dịch ra một chút xíu để nó lộ những con, con cá này ra để cho các bạn dễ nhìn Chứ mọi ngày ấy, là mình vẫn thường cho ăn vào cái lỗ này này Thì vì mình đậy nó kín như này ấy, thì nó cũng là an toàn hơn cho so với mấy cái hôm lạnh của mùa đông vừa rồi ấy, Là nhiệt độ nó xuống sâu ấy. thì chắc chắn là nó cũng có, có cái tổn thất thế nhưng mà không đến nhiều đâu các bạn ạ. Đây hơi tối một chút xíu các bạn nhỉ hơi tối nhỉ Để Mình quay hình này cho các bạn nhìn này đi ra hướng này quay cho các bạn nhìn này Anh em <laughs> vẫn còn đông lắm vẫn còn nhiều lắm à đợt này thì uh, vẫn mình vẫn cứ cho ăn cái loại Trùn uh, quế đông lạnh này ấy. thế nhưng mà chờ vài bữa nữa để răng nợ của các bạn ý là kiểu như là nó khỏe đi một chút xíu ấy là mình sẽ cho sử dụng kiểu những cái miếng thịt nho nhỏ ấy mình vằm 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 nó ra để cho các bạn đi rỉa đó à, thì uh, nó sẽ mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn là cái loại chun chỉ chun quế bóng đá này vì bóng đá này nó nhiều khi nó cũng không còn nhiều chất lắm đâu các bạn ạ. kiểu ăn cho nó lấy lo thôi chứ nó cũng lâu lớn ghê các bạn nhỉ à, nếu như mình nghĩ là nếu như những cái dòng cá bảy màu kia thì có mà vài bữa như thế có mà lớn chừng chừng rồi mà mỗi một ngày nha các bạn nhá là hết hai cái viên này luôn có những hôm là xoang chảnh hơn là ba viên luôn à, vẫn phải mua đều đấy ở ngoài kia vẫn cho ăn đều luôn Ê, một tí là hết luôn này nhìn nó ăn thế này ạ là đủ hiểu các bạn thấy là nó tốn như thế nào rồi thì cho nên là mình phải cải thiện à, sử dụng bằng thịt thôi chứ còn cám nó cũng không ăn đâu các bạn nó không ưa cám tí nào luôn ghê chưa <laughs> sâu xuống vào hết 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 bên này hết luôn sạch sẽ luôn cắn nhau À răng răng của nhau Tôi Tưởng cắn nhau không hóa là răng răng của nhau Chai nhau ăn Được anh cho mày thêm miếng nữa Tính gì nhà giàu Tiếc gì con đặt què à? Đúng không Đây Ok <laughs> Đúng vẫn ăn tốt Không biết là Có lẽ là mình nhìn quen mắt Thì nó vẫn chẳng thấy lớn đâu Không biết là các bạn nhìn có Lạ mắt thì cảm thấy sao Nhưng mình thấy nó vẫn cứ vậy ơ ờ, mật của mình mình lại thích à <laughs> đây chính là cái một cái chút mật ong mà nó rơi rớt ra mẹ mình à, lau chùi đi thì quay trở lại cái chuyện côn trùng của cái video ngày hôm qua ấy, thì các bạn thấy không cái tập tính là một này thì chắc hẳn là các bạn biết rồi nhưng mà nói về cái độ thính của nó này cái con ong này này đó, mà chính là quế đang vây bắt nó vì là nó tấn công cái con ong này đấy, con này là con ong mật này, các bạn này đấy còn con này là con ong ăn lá ăn thịt mà nó cũng cái gì nó cũng ăn luôn này Ôi sao nó đến đây để nó Nó kiếm ăn này Wow Độc tí mật thôi mà chúng nó Đánh hơi giỏi không Không hiểu sao nó có một cái mùi gì đó Mà có lẽ là cái mũi của mình không thể Thính bằng cái Cái mũi của nó được Không biết nó có mũi hay không Nhưng mà nó không bằng cái mũi của nó được thật này Đấy Nói đến ong thì uh, Thôi hôm nay thì mình lại quay tiếp Về cái loài côn trùng À uh, Của mình cũng đang nuôi Đó là mình sẽ Cho nó một chút uh, Mật thêm một chút đường nữa để cho nó thưởng thức về cái mùa đông này vì là ong về mùa đông này là kiếm mật nó rất chi là khó thế cho nên là mình vẫn thường xuyên nhưng mà hôm nay mình lại quay uh, cho các bạn xem đông quá ui, ui nhiều ơi là nhiều này wow à chỗ này đây chỗ này nhiều mật này đây chỗ này nhiều mật hơn này cả một giọt mật này các bạn này đấy chúng nó tới ghê là ghê thế nhưng mà nghe với ở đây nó nó cáu lên nó tưởng cướp mồi của nó là nó lại tiêm cho mình cái thì thì nguy hiểm lắm thế nhưng mà con ong này là mình sẽ phải giết nó các bạn con ong này là mình sẽ phải giết nó bởi vì chính nó là cái loài cướp con ong của mình chắc hẳn là các bạn xem video của quế và xem video nhiều của mình nhiều lần rồi mình cũng xử lý cái con ong này rồi nó cứ săn ở cửa ở cửa chuồng của con ong ấy là bắt đầu nó lừa lừa con ong nào chỉ cần uh, sảnh một cái thôi là nó bắt luôn nó túng luôn thế cho nên là mình mới chơi bài là không để đêm dài lắm mộng Xử lý chúng nó không thì tránh trường hợp là chúng nó Cứ ăn ong của mình thì Phí mất Nuôi dài cổ mới được cái con ong mật đấy chứ đùa đâu Đấy Cứ niếm hết đi Để anh cho ăn nhá Đây là đồ ăn của con ong Vâng thấy chưa Chứ có phải của mày đâu mà mày cứ hóng hớt làm gì đây để... Xấu hổ quá tí nữa ăn cơm nhá tí nữa ăn cơm bỏ cái thói đấy đi sau thành thói quen xấu lắm rồi em cho đây đây là phụ thêm chút mật của nó các bạn mật của nó thì mình lại giả nó ừ. thôi nhiều thế thôi được rồi Cái này được ừ. <laughs> Để em ra em mở cửa chúng ông em cho ăn hộ giúp anh cái Bởi vì là mình bị đốt một lần rồi Thế là mình choáng luôn các bạn Từ đấy trở đi là Nói đến ong một cái là buồn thì buồn thiêu luôn Mật đặc sánh luôn mình đã ra tới khu vực tổ ong rồi Hôm nay không thấy có con ong lạ nào nào tới nữa các bạn ạ Ở đây, đây chính là mật của nó Mình lấy thì lấy nhiều Nhưng mà đôi khi lại phải giả nó một chút xíu có một con mang chân vàng ươm về kìa Đấy đấy, nè về ở đây chúng nó bắt đầu thấy đông đông hơn rồi đấy Nào em vào mở nhẹ nhẹ thôi nhé Đây anh để thấy cho em này <laughs> Anh choáng rồi, khéo 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 Anh mới bị đốt có một lần à. Em bị mấy lần rồi đây à, em bảo là em thích em đốt để nó khỏi đau lưng em mà rồi để im thế em bỏ thảm ra em để im thế Anh xem còn nhiều ong không nào Đi thì gì ra À mùa này có cái uh, cây hoa gì nhỉ Đừng thối đừng thối Có cái cây hoa Mình gọi chuyến chi chuyến chi đó, nó cũng nhiều ong hơn khối rồi thôi thôi, 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 anh giải em này Này, 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 này. Thôi, đem cho ông ăn nốt đi nhá Em thử rút một cầu lên anh xem là cho mọi người ngắm xem nào Nó cũng là một cái loài mà Thưa với các bạn là mình cũng đã từng nói rồi, cái kỷ luật của nó rất chi là cao luôn À cũng nhiều bay ra nhiều lắm, bay ra nhiều lắm Thế là vẫn còn ong Ơ ừ. ừ, thôi, 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 thôi 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 bộ môn này anh không chơi thôi, cùng với em đâu Nhiều lắm á Ờ à? ừ, ừ, về mùa này nó có cái hoa chuyến chi mà cho nên là nó mà cũng nhiều Có một cái dài dài ra à À thế thì thế, thế, sắp sửa có Có chúa rồi Hôm mai ngày kia em thử xem cái đấy có thiếu đây nó sắp sửa tách đàn rồi đấy. Tách đàn thì uh, nguy hiểm nhỉ. Thế thì vặt sau em vặt cái chúa đi đi. Thôi mình chỉ luôn một đàn thôi. Mai ngày kia vặt cái chúa đi đi nhá. Hai cái dài dài là hai con chúa. Mình không biết về kinh nghiệm về ong thì thôi mình cứ nuôi một tổ thôi các bạn chứ nhiều người người ta nuôi ong người ta có kinh nghiệm vậy là người ta sẽ lấy cái đấy để người ta nuôi chúa đó là cái chúa mà. An toàn rồi. <laughs> đợt này sâu quy vào mùa đông nó cũng nó cũng đắt hơn nhiều rồi các bạn trăm trăm rưỡi một kg rồi thế nhưng mà vẫn phải chăm sóc chúng nó thôi vẫn phải cho chúng nó ăn thôi Đó, cho lên đây một chút xíu không là con chim chĩ nó lại lên tới lơi là nó kiếm ăn mất con trống ơi ra đây <laughs> con màu <laughs> này đây xuống em đi một con này à, con này là con mái này con kia là con trống này à, nó đi một cặp theo nhau rồi các bạn có một cặp theo nhau rồi còn một cặp nữa là nó chưa theo nhau con này là con mái này con mái này là cặp cùng với con trống kia của ngày trước nhưng mà không hợp nhau đánh nhau đánh nhau thì là cái con này bây giờ là là chuột hết mặt Đó. con trống kia giờ là không kẹp với con này nữa mà nó kẹp với lại cái con mái con mái khác cơ Đó. đúng là không yêu thương nhau thì là sớm muộn là đánh nhau vỡ đầu chuẩn như vậy các cụ nói không có sai thì nào cả ui giời ơi, một dàn chim khuyên kia vẫn đang đợi chế độ kìa ui giời Cứ nhìn thấy cá là lại ngứa tay luôn các bạn ạ Tại vì mình cũng xong xuôi hết tất cả những cái con vật của mình rồi ấy. Chăm sóc chúng nó xong xong rồi Thì mình lại à, thấy ở từ phía trên ấy, thấy nhiều nhiều cá Thì mình lại thử xuống xem là tắt vét Không phải nói là bắt tát vết vét mà là gọi là bắt vét xem là có còn cái con nào không Đây là cái con sộp này Đây là con sộp con chính tỏ bọn nó vẫn còn sót nhiều sộp con lắm Ui, bọn này nó trơn hơn là trơn đây đây cũng còn một con sộp nữa các bạn này đây các bạn nhìn thấy không đây chính là con sộp này toàn cái loại nhỏ nhỏ hơn từ này cũng vẫn còn chính tỏ ở dưới này nó vẫn sót nhiều lắm một con <laughs> ở cái vế này thì cũng còn nhiều nhưng mình đi quanh quanh những cái vũng ở trên kiểu như là những cái vũng nào nó sót sót ở trên thì mình té té lên xem có kiếm được con rô nào không những cái vũng đục đục này này té nó lên đây cả rô này các bạn này đấy cũng còn nhiều mà sót nhiều lắm được vài con rô về thả thêm vào bể đây cái lớp sộp con con đàn anh mình gọi là cái đàn anh của cái đoàn kia rồi các bạn này đấy vẫn còn nhá đây là đây là chiếc hàng cua một con cua nhỏ lắm à nhầm <laughs> nhầm nhầm các bạn cứ ngỡ là con cua cơ giống thật đấy <laughs> lắm lúc là tay mắt lại nhanh nhanh quá đây đây mới là cua chán đời đây đây mới là cua trời ạ đem đây anh đem về anh nuôi cho để anh nuôi cho À, có mệt ngoài gì trong cái cuộc sống hay không Thế nhưng mà những cái giây phút mà được bắt cá như này Nó quá tuyệt vời luôn các bạn <laughs> Nó gợi nhớ cho mình một cái kỷ niệm Về cái tuổi thơ ấy à, Mò cua, bắt cá này, à, tát vét này à, Chắc là các bạn à, Ở những cái lứa tuổi 8x, 9x à, Vùng nông thôn thì may ra Thì mình nghĩ là sẽ hiểu được cái cảm giác như này Đây các bạn này Ui, Nhiều không? Vẫn còn rất nhiều nữa Nhưng mà mình cảm giác là mình đang bị cúi nó còng hết lưng rồi Thôi cố bắt được mấy con nữa Nhiều lắm tiếc thì có tiếc đấy thế nhưng mà không cố thêm được nữa rồi các bạn bởi vì là thứ nhất là bẻ của mình cũng không còn có nhiều nữa tuy rằng cái cá rô đồng này nó không lớn lớn to thế nhưng mà à, nhìn thấy nó cứ tiếc rất là tiếc này ơi 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 chạy xa thế em ơi ấy nó mà cứ lớn như cái dòng cái đây đây là chính là con rô đồng này các bạn ạ. đây chính là sau này nó chỉ là tầm cỡ như này thôi các bạn nó không như dòng cá rô đầu vuông thì thôi mình có khả năng thì mình chỉ bắt túm được có vậy thôi để về mình uh, rửa sạch sẽ đi mình lại mang tiếp ra cái bể uh, chỗ vịt nương của mình ấy Ây, quả này thì uh, thắng thua là không biết thế nào thế nhưng mà thấy là cá là cực kỳ nhiều luôn rồi còn cái bể này nữa và à, quên xin lỗi các bạn còn cái thùng này nữa bao giờ chờ cho nó cạn thêm chút nữa thì mình cũng cố bắt để xem là anh em nào có nuôi thì mình lại uh, cho vì nó nhiều quá bỏ thì nó ở ngoài này nó chết đi nó tiếc nó phí đi Ui, chạy như coi như là gặp giặc luôn à, để mình tổng kết xem là có được nhiều không nào ấy da dạ da dạ. ghê đấy <laughs> nhiều phết đó các bạn đây chính tính ra cũng phải hàng trăm con thì chứ ít ỏi gì đâu đúng không tầm này bẻ lui thoải mái không có vấn đề gì cả kể cả nam hai nó bằng từng này mà nó chỉ tầm từng này lên một chút xíu thôi không đáng kể đâu đây là còn món trai trai nữa các bạn này ui toàn trai trai bé thế này đấy vầy vò là có cái ăn có cái chơi ngay để mình mang ra bể kia mình thả thêm nhiều khi thì trồng cây thì mong đến ngày hái quả mong sao là cái kết quả của nó là viên mãn để sau này ví dụ như là mình có quay đoạn video là Máy cái ao này lên để bắt cá thì toan cá to để cho các bạn xem thôi còn bây giờ thì mình tạm thời là cứ thả ở đây với cái giống nhỏ nhỏ như này và bể sâu như này cũng không có sợ gì mùa đông đâu các bạn về đây <laughs> đúng là nhảy nhảy như cá rô thật ở trong này thì nếu mà trong trường hợp mà nó có rạch ra gặp mưa rào mà nó rạch ra thì mình cũng không có sợ đâu là chỉ cần nhìn qua qua một cái là ta lại bắt mày thả xuống ngay chẳng có vấn đề gì đâu nó an toàn lắm mà thích thật giá như mà có cái bể này gấp 4 đến 5 lần thì được trải nghiệm được nuôi thì vui lắm đây thế nhưng mà thôi à, thứ nhất là vườn nhà mình nó cũng hẹp nó không được rộng để mình đầy đủ là mình thiết kế được hết cái hệ thống bể được còn bây giờ thì à mong sao là video đến đoạn cuối này được các bạn ủng hộ đăng ký ủng hộ kênh và đóng góp cho long đen những ý kiến nhé bây giờ thì hẹn các bạn ở video ngày mai thôi